Cảm ơn, chúa. cảm ơn chúa vì uh, chúng ta lại được uh, gặp nhau vào mỗi buổi tối để chúng ta được lắng nghe những cái lời dạy của chúa để mỗi một ngày chúng ta càng hiểu biết những điều sâu nhẹm hơn về chúa mà cũng là những điều mà chúa muốn dạy dỗ chúng ta trong từng thời kỳ một cảm ơn chúa về tất cả mọi điều và xin chúa cũng um, ban cho tất cả mỗi chúng ta được uh, nhận lãnh lời của ngài một cách sâu sắc nhất thấm vào trong đời sống của chúng ta và chúng ta cũng được học tập và làm theo những cái điều Ngài đã dạy chúng ta. Cảm ơn Chúa. Mau và chậm là hai trạng thái trái ngược nhau mà chúng ta thường thấy ở nơi con người. Không phải làm bất cứ cái gì mau thì cũng đều tốt hoặc là bất cứ cái gì mình làm chậm đều không tốt. Hai điều trái ngược nhau này cần phải đặt đúng hoàn cảnh hoặc là sự việc. Trong cuộc sống, chúng ta thường phát hiện ra sự điên rồ khi nói ra và phản ứng vội vàng, bất cẩn trước lời nói và hành động của người khác. Và chúng ta thường phản ứng trong cái sự khó chịu, trong cái sự tức giận để phát hiện ra rằng chúng ta đã hiểu sai sự thật của vấn đề khiến sau đó thì chúng ta hối tiếc vì chúng ta đã nói quá nhanh và phản ứng quá vội vàng. Bài học hôm nay Chúa ban cho chúng ta đó là trong phân đoạn Kinh Thánh Gia Cơ chương 1 câu 19. Thưa anh em yêu dấu của tôi, anh em phải biết điều này, mọi người đều phải mau nghe, chậm nói, chậm giận. Bức thư do Gia Cơ viết để gửi cho các cơ đốc nhân gốc Do Thái sống rải rác khắp đế quốc La Mã. Nó bao gồm nhiều chủ đề chính, chẳng hạn như là thử thách, đức tin và việc làm, sự khôn ngoan, sự giàu có và sự nghèo khó. Bức thư của ông nhắc lại ý tưởng rằng các tín đồ không nên chỉ nghe lời Chúa mà còn phải chỉ mỗi nghe lời Chúa không mà đã đủ mà còn cần phải làm theo lời Chúa tức là chúng ta phải hành động. Trong câu kinh thánh này, Gia Cơ khẳng định thông điệp nhất quán trong kinh thánh. Sự hiểu biết, mau nghe và kiềm chế lời nói là sự chậm nói, là điều tốt để chúng ta không bị khuất phục hoặc dễ nổi nóng. Đó là sự chậm giận. Điều đầu tiên cần mau đó chính là mau nghe thường thì phần đa số chúng ta hay mau nói mau giận và lại chậm nghe vì vậy có rất là nhiều điều không hay xảy ra với đời sống của chúng ta đôi khi chúng ta cũng không có dễ dàng để nhận biết những cái điều đó hãy ghi nhớ lời kinh thánh dạy chúng ta cần phải mau nghe khi chúng ta mau nghe thì chúng ta sẽ tránh được rất là nhiều điều không có lợi cho trong đời sống của mình có một điều kinh thánh muốn chúng ta mau mau tìm kiếm đó là gì chúng ta có biết không ạ đó chính là tình yêu thương trong cô rinh tô nhất đoạn 14 câu 1 hãy theo đuổi tình yêu thương cụm từ hãy theo đuổi có nghĩa là gì đó là sự kiên trì sự gắng sức và cũng phải mau mau trong những hoạt động nhằm vào một đối tượng hay một công việc nào đó mong đạt được mục đích những điều đó thường là những điều tốt đẹp. Nhưng mà trên thực tế chúng ta thì sao ạ? Chúng ta thường hay chậm chạp tìm kiếm tình yêu thương, đúng không ạ? Trong châm ngôn đoạn 18 câu 13 nhắc nhở rằng trả lời trước khi nghe đó là sự điên dại và hổ thẹn cho ai làm như vậy. Đó là một sai lầm cần điều chỉnh lại trong đời sống của mỗi một chúng ta. Thông thường, khi chúng ta tức giận, chúng ta không đủ kiên nhẫn để lắng nghe và cuối cùng, chúng ta lại dùng những lời lẽ cay nghiệt và kiểu hành vi này đó là không tôn vinh Đức Chúa Trời. Thay vào đó, con cái Chúa có thể tôn vinh Đức Chúa Trời bằng cách trung tín làm theo lời Chúa, lắng nghe, kiềm chế và không dễ nổi giận. Matthew đoạn 13 câu 9 chép ai có tai hãy nghe Như vậy đức tin đến bởi sự người ta nghe Mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được giao giảng Một người đầy tớ trung thành được việc cho chủ của mình Người đầy tớ này phải luôn luôn mau mắn nghe tiếng của chủ Và hiểu ý chủ mình Khiến chủ yên tâm giao việc cho cái người đầy tớ này Mà ngay khi là ông vắng nhà Ông cũng không lo lắng bất cứ một điều gì cả một người phụ nữ đã kết hôn và sinh con đó là thiên chức làm mẹ đôi tai của người mẹ này sẽ trở nên nhạy bén với tiếng khóc rất là nhỏ nhẹ nhất của con mình người phụ nữ sau sinh sẽ mất đi rất là nhiều sức khỏe và theo thời gian thì mới được hồi phục dần vì vậy họ rất là quý giấc ngủ ấy vậy mà khi đêm đang ngủ ngon giấc chỉ cần con mình một chút tỏ cửa thôi là người mẹ cũng đã cảm nhận và bật dậy rồi. Chúng ta ai đã là những người làm mẹ chúng ta cảm nhận sâu sắc về vấn đề này. Người mẹ khi nghe tiếng con khóc còn có thể hiểu được, phân biệt được là con đói, con đau bụng hoặc là con bị con muỗi hay con kiến nó cắn hoặc là con đã lỡ tè dầm đôi tai người mẹ trở nên vô cùng nhạy bén để nhận biết được tất cả những cái điều đó. Vậy thì người tin Chúa cũng phải mau nghe lời phán của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy đọc trong câu chuyện về vua David trong Samuel nhì đoạn 23 câu 14 đến câu 17. David đang lúc trốn khỏi quân Philippines thì chúng vây thành Bethlehem. Ông ao ước được uống nước giếng bên cửa thành Bethlehem, nơi ông thường đến trong thời thơ ấu và lúc trưởng thành. David không ra lệnh cho thuộc hạ nhưng chỉ lẩm bẩm một mình. David ước ao và nói, ước gì có ai cho ta uống nước giếng bên cổng thành Bethlehem. Ở trong Samuel nhì đoạn 23 câu 15 thì bây giờ có ba dũng sĩ đi băng qua trại quân Philippines, múc nước giếng ở bên cổng thành Bethlehem đem về dâng cho David. Như vậy họ là những người mau nghe Thể hiện sự trung thành Hiểu ý vua mình Và luôn lắng nghe vua mình Đến điều thứ hai Chúng ta cần học đó là chậm nói Đức Chúa Trời nắn nên chúng ta là Có hai tai nhưng chỉ có một cái miệng Dụng ý của Ngài là nên cần phải nghe nhiều hơn là nói Vua David cho biết Đức Chúa Trời là đứng chậm giận Đức Giê-hô-va đầy lòng thương xót hay làm ơn, chậm nóng giận và giàu lòng nhân từ ở trong Thi thiên chương 103 câu 8. Giận đúng, giận trong sự công bình và chậm giận là điều kinh thánh dạy. Đức Chúa Trời không mau giận như con người của chúng ta và Ngài chậm giận lại đầy sự nhân từ. Nếu mà Ngài mau giận như con người tội lỗi của chúng ta Thì chắc chắn không còn có ai đứng nổi trước mặt Ngài Tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài là đứng chậm giận Ngài có đầy lòng thương xót và sự nhân từ dư dật Vua Salomon cho biết ích lợi của việc chậm giận ở trong châm ngôn đoạn 14 câu 29 Người chậm nóng giận thì đầy sự thông sáng, nhưng kẻ hay nóng tính tăng lên sự điên rồ. Một chỗ khác, vua Salomon cũng khuyến cáo chúng ta trong việc chớ mau nói. Con đừng vội vàng mở miệng, cũng đừng hấp tấp nói điều gì trước mặt Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời ở trên trời còn con ở dưới đất. Vậy hãy ít lời. Chuyện đạo câu đoạn 5 câu 2. Hãy ghi nhớ lời này để cẩn thận về lời nói của chúng ta mỗi khi thờ phượng Chúa ở trong nhà của Ngài. Trong Matthew đoạn 26, câu 62, câu 63, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đứng dậy và nói, Ngươi không đáp lại lời những người này cáo buộc ngươi sao? Nhưng Đức Chúa Giêsu vẫn im lặng. Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm lại nói với Ngài rằng ta yêu cầu ngươi chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề và nói cho chúng ta biết ngươi có phải là đấng twist con Đức Chúa Trời không? Trong hai câu kinh thánh này, chúng ta lại đọc và học thêm một điều ở Chúa, đó là giữ im lặng khi cần thiết. Khi chúng ta cần thì cũng phải học theo Chúa Giêsu để giữ im lặng, không phải lúc nào nói ra mới là điều tốt. Sau khi chịu bắp tem, Chúa Giêsu đã được Chúa Thánh Linh đưa vào trong đồng vắng. Tại đó Ngài bị ma quỷ cám dỗ trong 40 ngày. Ba tám dỗ trong đồng vắng là một nỗ lực nhằm cám dỗ lòng trung thành của Chúa Giêsu khỏi Đức Chúa Trời để đến với Satan. Và Chúa Giêsu của chúng ta biết được ý đồ của chúng. Nếu Ngài mau nóng giận vì những sự thách thức của bọn chúng thì Ngài sẽ mắc mưu chúng. Ngài chậm rãi nói những lời của Đức Chúa Trời Vì thế chúng phải rời đi Mà không làm gì được Ngài Hơn nữa Chúng ta học được từ phản ứng Từ lời nói cẩn trọng của Chúa Giêsu Đối với những cám dỗ Để chúng ta phản ứng lại chính xác Như thế nào bằng tinh thánh Những thế lực của cái ác Đến với chúng ta Với vô số cám dỗ Và cực kỳ là tinh vi Nhưng tất cả chúng đều có chung ba điểm cốt lõi để cám dỗ loài người mê tham của mắt mê tham của sắc thịt và sự kiêu ngạo của đời có chép trong răng nhất đoạn 2 câu 16. Chúng ta chỉ có thể nhận biết và chống lại những cám dỗ bằng cách bão hòa tấm lòng và tâm trí của chúng ta với lẽ thật. Áo giáp của một người lính cơ đốc trong cuộc chiến tâm linh chỉ bao gồm một vũ khí tấn công cầm gươm của Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời trong Ephesos đoạn 6 câu 17. Sự hiểu biết kinh thánh mật thiết sẽ đặt thanh kiếm vào trong tay của chúng ta và cho phép chúng ta chiến thắng được mọi cám dỗ. Những người có công việc nghề nghiệp là giáo viên cũng dễ nổi giận với học trò chậm hiểu tối dạ và càng giận hơn nữa đối với những cái học trò lười nhác. Và học trò chỉ có thể đạt được kết quả tốt hơn bởi sự khuyến khích chứ không phải bởi sự mắng nhiếc, chút giận của giáo viên lên trên học trò của mình. Người giáo viên cần đi sâu, đi sát để tìm hiểu nguyên nhân, hoàn cảnh của học trò mình, vì sao trò lại học kém, lười học và có sự động viên khích lệ uốn nắn với trò của mình. Làm như thế thì cả thầy lẫn trò đều có được sự vui mừng. Và những người làm cha làm mẹ cũng vậy, cần lắng nghe con cái mình, không thể nghe một tai để rồi có quyết định không đúng trong cách nuôi dạy con. Cũng không thể mau nói mau giận để tuôn ra những cái lời nói khiến con mình bị tổn thương. Có những trẻ bị sự tổn thương dai dẳng kéo dài cho đến khi chúng trưởng thành. Và khi chúng lập gia đình thì những người đó lại lập lại những gì cha mẹ đã đối xử với mình để áp dụng với con cái của họ điều này hết sức nguy hiểm có lẽ sự tức giận của cha mẹ làm con cái càng cứng đầu cứng cổ hơn là khi mà cơn giận ấy được chế ngự và được sự hướng dẫn giọng nói xuất phát từ hơi ấm của tình yêu thương có năng lực hơn là giọng nói của sự giận dữ hoặc sự to tiếng hoặc là cằn nhằn nhiều, gây tai hại nhiều hơn là ích lợi, tốt đẹp. Nếu chúng ta mau nói sẽ có nhiều vấp phạm. Có một người lớn tuổi trong một khu trọ nọ, cũng ở gần uh, khu vực nơi tôi đang ở đây, bà, bà rất là rảnh rang. Bà hay lân la đến các nhà mà có những người nhàn rỗi cũng hay uh, hay nhiều chuyện. Thì họ cùng túm sụm lại để nói chuyện cho không buồn Thì một hôm cái bà đấy bà nghe một cái người trong nhóm đó kể lại câu chuyện Kiểu như nói xấu cái một cái gia đình trong cái khu vực đó Thì người này thêm bớt rất là nhiều điều và bà chăm chú nghe Sau đó thì bà lại qua nhà khác bà kể lại câu chuyện mà Không cần kiểm chứng lại xem nó có đúng cái sự thật như vậy hay không Và bà vội vàng thuật lại sự việc đến tai gia đình đó và họ vô cùng tức giận vì mất danh dự của họ họ lôi bà ra mà họ nói họ mắng nhiếc cho là bà đặt điều trong câu chuyện này chúng ta thấy rằng nghe hai tai cẩn thận trước khi nói mà nếu là tôi điều thứ nhất không nghe những chuyện không đâu những chuyện vô bổ mà thời gian hay gọi là ngồi lê đôi mách và thứ hai không nói những gì mà người ta không chắc chắn biết và có những trường hợp nghe rồi bỏ đó cũng không cần phải nói. Vì thế, việc chậm nói, chậm giận càng trở nên cần thiết cho mỗi một chúng ta và nó được áp dụng trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Cũng như trong đời sống vợ chồng cũng thế. Khi mà chồng nóng giận thì vợ bớt lời và khi nói cái gì vợ hoặc chồng phân bua điều gì thì chúng ta là người phối ngẫu phải lắng nghe xem cái điều đó nó như thế nào rồi hẳn đưa ra lời phán quyết hoặc là một cái điều gì đó để tránh những cái sự uh, lời qua tiếng lại rồi cãi cọ nhau trong cái gia đình thì như điều đó là không bao giờ đẹp lòng Đức Chúa Trời cả. Việc chậm nói hoặc nói đúng thời điểm, nơi chốn, hoàn cảnh là điều rất cần thiết và rất là quan trọng. Lời Chúa dạy trong Thi thiên đoạn 141 câu 3 Lạy Đức Giê-hô-va, xin gìn giữ miệng con và canh cửa môi con. Trước khi chúng ta nói điều gì, hãy cân nhắc để lời nói mình nói ra không gây vấp phạm, không gây hoang mang cho người khác hoặc ảnh hưởng đức tin của người mới tin Chúa. Trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 29 đến câu 32 chép, chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em nhưng khi đáng nói hãy nói những lời tốt đẹp có tính xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe anh em chớ làm buồn đức thánh linh của đức chúa trời vì trong ngày anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc hãy loại bỏ khỏi anh em những sự cay đắng phẫn nộ tức giận la lối lăng mạ cùng mọi điều hiểm độc hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong đấng Christ vậy. Phần đoạn Kinh Thánh trên cho chúng ta bài học về sự chậm nói, chậm giận, khi sự mau nói, mau giận đến thì rất là dễ để gây đến sự bất phạm. Vì vậy, hai điều chậm mà người tin Chúa cần phải biết và cần phải làm theo đó là phải ghi nhớ chậm nói và chậm giận chậm nói sẽ giúp chúng ta tránh được nhiều điều sai chật và đáng tiếc, còn chậm giận sẽ giúp chúng ta sáng suốt thông sáng hơn trong khi giải quyết à, những vấn đề à, những sự tranh chấp hoặc là công việc để tránh được các tai hại nguy hiểm cho mình và cho người khác. Có nhiều câu kinh thánh cảnh báo về sự nguy hại có thể ra từ lưỡi và tác hại mà những lời nói đó những sự thiếu cẩn trọng đó hoặc những cái tính khí nóng này có thể tạo ra những thứ thường có thể châm ngòi cho một ngọn lửa dễ dàng bùng phát. Kinh Thánh khuyên chúng ta nên lắng nghe những gì người ta nói, giữ gìn môi miệng trước những gì chúng ta nói và phản ứng của chúng ta trong mọi việc chúng ta làm. Trong đoạn này, Gia Cơ viết để cảnh báo các tín hữu chống lại sự tự lừa dối. Đặc biệt, ông khuyến khích họ cẩn thận chú ý đến lời Đức Chúa Trời. Ở trong Roma đoạn 10 câu 17 chép, như vậy Đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được giao giảng. Làm thế nào chúng ta tôn vinh Đức Chúa Trời trong lời nói của môi miệng chúng ta? Chúng ta cần điều gì để biết khi nào nên nói hoặc khi nào không nên nói trong cuộc sống xung quanh chúng ta hàng ngày chúng ta có chăm chú lắng nghe không và tập mau nghe không khi lời chúa đến trong tâm trí chúng ta chúng ta có nhận biết được không chúng ta có chậm nói không sự thể hiện qua lời nói của chúng ta như thế nào trong hôn nhân trong gia đình và trong vòng các anh chị em trong chúa khi chúng ta nói chúng ta có đón nhận lời của Chúa được gieo vào lòng chúng ta hay không? Chúng ta hãy luôn nhớ rằng tìm kiếm Chúa mỗi ngày và ăn năn mỗi ngày với Chúa là những người tin vào Chúa Giêsu Christ, Chúa của chúng ta. Chúng ta phải nương dựa vào quyền năng Thánh Linh Ngài để cải thiện sự giao tiếp của chúng ta, lời nói của chúng ta. Như Gia Cơ đã viết cho các anh em cùng đức tin của mình rằng hãy lưu ý điều này, ai nấy đều phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Những lời này của Đức Chúa Trời rất hữu ích và khích lệ chúng ta. Hãy lưu ý kỹ điều Gia Cơ đề cập. Hãy mau nghe. Bằng cách này Gia Cơ nhấn mạnh việc nghe hơn là nói. Chúng ta hãy tự hỏi mình trước khi phản ứng lại trong một cái cơn tức giận hoặc một cái sự bộp chộp nào đó. Điều tôi sắp nói ra có có đúng sự thật hay không? Có trung thực hay không? điều tôi sắp nói ra có hữu ích không hay nó chỉ gây thiệt hại cho người khác mà thôi rồi điều tôi sắp nói ra có gây dựng hay là phá đổ có cần thiết để tôi nói ra những lời đó hay không nếu không cần thiết tại sao cần phải nói ra điều tôi sắp nói ra có là điều tử tế nhân hậu hay không điều đó có khích lệ hay lại làm cho người khác nản lòng chúng ta cần phải cân nhắc cẩn trọng trước khi chúng ta nói mau mắn lắng nghe là yêu người lân cận như chính mình nó có nghĩa là rất quan tâm đến người đang nói các vấn đề các mối quan tâm câu hỏi và đề xuất của người nói đủ quan trọng để chúng ta lắng nghe và một điều nữa chúng ta cũng hãy để ý mà xem khi chúng ta giao tiếp chúng ta đang nói chuyện với một ai đó để uh, chia sẻ thông công hoặc bất cứ một điều gì đó muốn chia sẻ với cái người mình, mình mình đang nói thì thì mà người đó người ta lơ lãng người ta không có muốn nghe người ta đang để ý sang câu chuyện khác thì mình nói mình sẽ không không có muốn không muốn nói nữa tại vì um, từ trước đến giờ vẫn có câu nói rằng là gì um, người nói thì phải có kẻ nghe thì ngược lại cũng vậy người khác nói chúng ta cũng phải lắng nghe thì nó mới là cái sự tôn trọng đến người khác còn chúng ta lơ là chúng ta lại để ý sang việc khác thì điều đó nó là không quan trọng đến cái người chia sẻ với mình. Không chỉ là nghe không, lắng nghe còn liên quan đến việc cố gắng hiểu những gì người đó đang nói. Chúng ta có cần để đặt thêm câu hỏi xác nhận những gì chúng ta đã nghe. Và khi chúng ta hiểu được những gì cái người nói, chúng ta mới có thể đáp lại một cách đúng đắn trong tình yêu thương, chỉ khi đó chúng ta mới có thể mở miệng để nói chuyện. Hãy nói chậm lại. Lời chỉ dẫn này cũng nói về việc yêu người lân cận như chính mình, nghĩa là chúng ta không nên nói quá sớm hoặc là người ta đang nói mà cắt ngang lời nói của người ta. Đức Chúa Trời muốn chúng ta suy nghĩ trước khi nói. Giữa vòng dân sự của Đức Chúa Trời không có chỗ cho những lời nói bất cần. Như Chúa Giêsu đã nói trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 36 câu 37: "Nhưng ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét, người ta sẽ khai trình mọi lời vô ích mình đã nói. Vì bởi lời nói, ngươi sẽ được xưng công bình, cũng bởi lời nói, ngươi sẽ bị định tội." Chúa Giêsu đã phán ở trong Khải Huyền đoạn 22 câu 12 mà chúng ta cần ghi nhớ. Này, ta đến mau chóng đem phần thưởng theo với ta để thưởng cho mỗi người tùy theo việc họ đã làm. Cảm ơn Chúa, Ngài sẽ đến mau chóng để ban thưởng cho những người nào hầu việc Ngài một cách đẹp lòng Ngài. Chúng ta thường có tâm lý và nhiều người cho rằng Chúa sẽ đến chậm trễ chứ không mau đâu cảm ơn Chúa lời Chúa Giêsu phán ở trên đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy và tin chắc chắn rằng Ngài sẽ trở lại mau chóng trong một tương lai không xa để đón rước chúng ta về với nước của Ngài nghe là khả năng để biết nghe kỹ có lợi và ít mắc sai lầm khôn ngoan hơn có thêm bạn ớt tranh cãi và thêm nhiều điều tốt lành khác nữa vậy thì chúng ta quá là có lợi khi chúng ta lắng nghe nhiều nghe mau kinh thánh khuyến khích người tin chúa mau nghe chậm nói chậm giận nếu bạn làm được hai điều đầu tiên thì điều thứ ba cái điều chậm giận sẽ đến một cách tự nhiên vì hai điều trên đã được tiết chế rồi thì cái sự chậm giận nó sẽ đến chậm nó không có thể bùng phát được chúng ta có thể giúp mình tránh được rất nhiều điều khổ sở đau đớn nếu làm theo một quy tắc đơn giản đó là làm cho sự phản ứng của 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 cái sự chậm lại khi tức giận hoặc là tổn thương. Có một điều mau rất quan trọng dành cho những ai chưa tin Chúa được thể hiện qua lời của một bài thánh ca mau đến theo Jesus mau đến theo Giêsu, sao trễ nải hoài? Kìa lời kinh thánh cứ luôn luôn khuyên nài, Giêsu đương chờ đợi ta chính hôm nay dịu dàng gọn con đến đây. Bất cứ ai chưa hay biết đến Chúa Giêsu thì hôm nay là cơ hội tốt nhất để chúng ta mau mở lòng để tiếp nhận ngài bước vào đời sống của bạn. Xin mời bạn hãy mau đến với Chúa Giêsu ngay ngày hôm nay, đừng chậm trễ nữa và xin chúa ban phước cho hết thảy mọi người amen ạ